Xin mến chào tất cả các bạn và chào đón các bạn trở lại với khóa học văn phạm tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua bài số 2. Bài số 2 và bài số 3 sẽ được dành để nói về hệ thống nội dung tiếng Anh. Bài hôm nay mình sẽ cố gắng thu gọn hệ thống của nội dung văn phạm tiếng Anh cho các bạn vào một điểm chung. Hy vọng rằng cho các bạn một cái nhìn tổng thể. Còn đến bài số 3 thì mình sẽ thu gọn hệ thống thì của tiếng Anh cho các bạn. Thưa các bạn, hiện nay thì có nhiều giáo trình tiếng Anh mà các bạn có thể tham khảo các sách giáo khoa, các cái sách biên soạn cho các cua tiếng Anh. Và các bạn cũng có thể dễ dàng lên trên mạng để tìm nhiều giáo trình online người ta biên soạn, người ta cung cấp phục vụ người học tiếng Anh khắp thế giới. Mình tham khảo một giáo trình mình thấy nó cũng khá là đầy đủ chi tiết. Đó là giáo trình trong website 7esl.com. Chúng ta sử dụng một số tài liệu của họ ở đây để làm cái tham chiếu. Chúng ta cảm ơn họ, các bạn ha. Bây giờ xin mời các bạn đi vào trong trang web này và thử xem cái nội dung tiếng Anh nó số lượng là bao nhiêu các bạn nha. Các bạn thấy nội dung của trang web này, nếu các bạn muốn biết nội dung tiếng Anh thì các bạn có thể nhìn thấy ngay tại đây. Về từ loại này, rồi bắt đầu người ta phân tích ra, liệt kê cho các bạn những bài học. Các bạn thấy mình chỉ cần nhìn cái mục lục của nó thôi thì các bạn thấy đã có rất nhiều thứ cần phải học, phải không ạ? Chúng ta nhìn thấy nhiều như vậy đó để chúng ta biết rằng khối lượng công việc mình cần phải đầu tư thời gian để học hành đó nó không hề ít tí nào. Và nó đòi hỏi một sự nghiêm túc nhất định nếu mình muốn thành công. Các bạn thấy không? Kéo chuột mãi đó mà mới tới được hết cái mục lục thôi. Cái khối lượng làm việc đối với nội dung tiếng Anh nó cũng khá nhiều phải không ạ? Bởi vậy cho nên mình phải cần dành thời gian và nỗ lực khá là nhiều thì mới có thể làm chủ được tiếng Anh một cách tương đối, phục vụ cho việc mình giao tiếp, mình viết lách, mình đọc báo, đọc tin tức, mình thi cử. Nói chung là phải làm việc rất nhiều, nỗ lực rất là nhiều và thường xuyên các bạn ha. Theo như mình đúc kết thì mình thấy như thế này. Toàn bộ hệ thống của tiếng Anh thực ra đó nó gom vào việc là mình sử dụng các từ loại như thế nào. Và mình đúc kết cho các bạn ở đây có 9 từ loại ở trong tiếng Anh. Mình càng sử dụng những từ loại này nhuần nhuyễn bao nhiêu thì thành công của mình càng tốt bấy nhiêu. Các bạn thấy có danh từ này, noun, đại từ pronoun, tính từ adjective, hoặc còn gọi là tĩnh từ, tĩnh lặng đó, tĩnh từ, nó không có động. Nó khác với lại động từ. Rồi có trạng từ adverb, động từ verb, giới từ preposition, mạo từ article, liên từ conjunction, và cảm thán từ interjection. Ở đây thì các bạn thấy mình để hai chữ là noun và article ở màu xanh và hai chữ màu đỏ. Mình để chữ màu xanh ở đây á, có ý nói rằng hai từ loại này nó có một chút biến đổi trong cách sử dụng tùy theo tình huống. Chẳng hạn như là danh từ thì mình có danh từ đếm được, countable, không đếm được, uncountable. Đếm được chẳng hạn như cái bàn, cái ghế, một người, hai người, một quả chuối, hai con gà, vân vân. Không đếm được chẳng hạn như là không khí, nước, đường, bột, vân vân. Số ít, singular, và số nhiều, plural. Số ít là một, là không, số nhiều là từ hai trở lên. Hai quả chuối, ba con gà, bốn con chó, năm người, sáu cái nhà, vân vân. Hay là chữ màu xanh thứ hai, article, mạo từ,
Ta thấy tiếng Anh chỉ có 3 mạo từ mà thôi. Hai mạo từ không xác định là a và an, hoặc còn đọc là and theo giọng Mỹ. Và một mạo từ xác định là the hoặc là the nếu đọc trước nguyên âm. Thế thôi, rất đơn giản các bạn ha. Bây giờ qua đến chữ màu đỏ thứ nhất, đại từ pronoun. Ta biết trong tiếng Anh chỉ có 7 đại từ nhân xưng thôi, và học xong thì ta coi như là nắm hết các đại từ của tiếng Anh. I, we, you, they, he, she, it. Đơn giản các bạn ha. Ở đây thì mình xin được kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Mình có một cái ông bạn người Mỹ, nó là bạn chứ thực ra thì ông cũng đã lớn tuổi rồi. Có vợ Việt Nam mấy chục năm nay, bây giờ có con cháu rồi. Ông là một người đã từng làm việc ở trong các cơ quan chính phủ của Mỹ và ông có khiếu ngoại ngữ rất là nhiều. Chính vì thế cho nên tiếng Việt của ông giỏi lắm. Mình có thể nói rằng rất là khâm phục khi mà thấy ông có khả năng lưu loát mà còn chơi chữ nữa. Rất là hay, đáng phục. Thì một lần kia mình hỏi đối với bạn đó, trong tiếng Việt cái gì là khó nhất? Mình nghĩ là ông có thể trả lời về những điều khác, như ông nói ngay lập tức rằng cái khó nhất đối với tôi đó là đại từ của tiếng Việt. Mình cũng ngạc nhiên bạn, tại vì đại từ thì có gì đâu, phải không? Nhưng mà suy nghĩ kỹ ra thì thấy wow, đúng đấy nha, đúng đó, đại từ tiếng Việt là rất là khó để mà nắm bắt nó. Ví dụ như tiếng Anh đi, bạn thấy khi mình giao tiếp với một ai đó, mình chỉ sử dụng có hai đại từ thôi là I và you. I là người nói, mình, you là cái người đang nói chuyện với mình. Thế thôi, I, you. Mình nói chuyện với tổng thống cũng là I, you. Nói chuyện với ông nội của mình là I, you. Nói chuyện với đứa cháu của mình cũng là I và you. Nói chuyện với người nữ hoặc người nam cũng đều là I và you. Chỉ có hai cái ngôi đó được sử dụng thôi. Còn bây giờ tiếng Việt của mình, nếu mình nói chuyện với một người ngang vai với mình thì mình nói là tôi và bạn, hoặc là mình và bạn, tớ và cậu. Bạn thấy không? Nguyên cái chuyện đó là nó đã phức tạp rồi. Lúc thì mình, lúc thì tôi, lúc thì tớ. Đó. Rồi mình nói chuyện với một người nhỏ hơn mình một vế thì mình nói là anh và em, hoặc là chị và em. Còn nếu mà người đó nhỏ hơn chút xíu nữa, một vế nữa, thì là chú và cháu, hoặc là bác và cháu. Tiếng Anh vẫn là I và you, không có gì thay đổi cả. Nếu mình nói chuyện với lại người sinh ra mình, thì mình nói là con và bố, con và mẹ. Chưa hết nữa, bây giờ nếu mà mình nói chuyện với bố của bố mình đi, thì lại là con hoặc là cháu và ông. Còn nếu như mình mà lớn tuổi một chút và mình xưng với những người nhỏ hơn mình khá nhiều tuổi thì lại có thể xưng là ông và con, hoặc là bà và con, bà và cháu. Nếu mình mà gặp một người có vị trí chẳng hạn như là tổng thống đi thì mình lại xưng là tôi và ngài. Đấy, bạn cứ thấy nó thay đổi liên tục các cái chữ, mà mình chỉ đang nói về hai ngôi mà thôi nha, ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai thôi. Tiếng Anh chỉ là I và you. Bất cứ mình nói chuyện với ai thì vẫn luôn là I và you. Hóa ra tiếng Việt của mình nó rất phức tạp, phải không các bạn? Điều đó có nghĩa rằng nếu mình là một ngôn ngữ thật là phức tạp mà mình còn nói ro ro được, thì khi qua một ngôn ngữ ít phức tạp hơn mình rất nhiều thì dĩ nhiên nó phải dễ hơn cho mình, các bạn ha. Điều đó là điều logic ha. Bây giờ trở lại vấn đề các từ loại ở đây của chúng ta, thì các bạn thấy đại từ tiếng Anh có 7 đại từ đây, học thuộc chúng rồi thì mình tha hồ mà sử dụng, không vấn đề gì cả. Bây giờ qua đến động từ, các bạn thấy mình để chữ đỏ mà lại cho nó to lên nữa. Ý nói rằng động từ là từ loại phức tạp nhất ở trong tiếng Anh. Và các bạn thấy nguyên cái
các cái thầy thôi đó, thì nó đã có 12 dạng chính rồi. Mà mình chưa nói đến các cái dạng phụ của nó nữa. Vậy hóa ra động từ là cái biến đổi nhiều nhất ở trong tiếng Anh. Qua đến bài số 3 đấy, thì chúng ta sẽ có dịp để nói về hệ thống thì của tiếng Anh và các bạn sẽ thấy sáng rõ hơn. Vậy thì hóa ra đối với người Việt Nam mình khi học tiếng Anh, động từ là cái cam go nhất vì nó biến đổi rất là nhiều. Và đối với người Việt Nam chúng ta đó, thì một trong những cái thách đố lớn nhất là việc chia động từ. Tiếng Việt của chúng ta động từ không có chia. Chia nghĩa là nó phân chia làm nhiều cái dạng khác nhau. Mỗi ý nghĩa này, mỗi thời điểm này thì nó có một cái dạng riêng biệt của nó. Qua đến cái ngữ cảnh khác thì dạng của nó lại khác. Chính vì thế mà ta mới gọi là chia động từ. Chúng ta có rất nhiều bài tập về việc chia động từ. Tại sao việc chia động từ lại là quan trọng trong tiếng Anh? Thưa các bạn, có lẽ để minh họa cho tầm quan trọng của việc chia động từ đó, mình xin được dùng tiếng Ý để minh họa cho nó rõ ràng hơn. Tại sao đang học tiếng Anh với nhau mà lại dùng tiếng Ý? Các bạn sẽ thấy trong chốc lát lý do. Thực ra thưa các bạn, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ châu Âu thuộc dạng là chia động từ. Và cái việc chia động từ ở trong tiếng Anh á, nó khá đơn giản so với các tiếng như là tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Latin, vân vân. Bây giờ các bạn nhìn lên trên màn hình, mình xin được dùng một động từ phổ biến ở trong tiếng Ý là amare, tức là động từ to love ở trong tiếng Anh, yêu thương. Ở đây ta thấy có cấu trúc cơ bản của câu là subject verb, chủ ngữ động từ, và mình thấy ở subject này có các đại từ nhân xưng đóng vai chủ ngữ. Và các bạn thấy ngay luôn là mỗi đại từ chủ ngữ đó nó có một cái dạng động từ. Từ amare nếu mà chia với lại io là ai đó, tức là tôi, thì nó có dạng là amo, tu là bạn, số ít thì là ami, voi là bạn số nhiều thì là amate, noi là chúng tôi, amiamo, lui anh ấy, ama, lei cô ấy, ama, loro là họ, tức là chữ they ở tiếng Anh đó, thì dạng của nó là amano. Vậy thì mỗi đại từ ở đây nó lại có một cái dạng động từ riêng của nó. Điều đáng chú ý, đáng nói ở đây đó là thông thường người Ý họ không cần dùng các chủ ngữ ở đằng trước động từ, tức là họ bỏ luôn chủ ngữ đi, chỉ cần dùng mỗi động từ thôi thì người ta vẫn hiểu rằng đang nói về ai, ai đang làm cái hành động đó. Ví dụ như bạn chỉ cần nói là amate thì người ta lập tức hiểu rằng các bạn yêu, nghĩa là họ hiểu rằng ở trước chữ amate này ngầm chứa một cái chữ là voi, dù không nói ra nhưng họ vẫn hiểu là bởi vì cái dạng động từ nó cho thấy được chủ ngữ là cái gì. Hay bạn nói amano thì lập tức họ hiểu đằng trước đó có chữ loro dù không nói ra. Có nghĩa rằng chỉ cần dùng động từ thôi thì người ta đã hiểu được cả cái chuyện là đằng trước nó có cái gì, chủ ngữ là gì. Cho nên động từ nó thể hiện rất là nhiều thứ ở trong đó. Và nếu mà dùng amo, ami, amate, vân vân ở đây cái dạng này đó thì người ta hiểu rằng nó đang xảy ra ở quãng thời gian hiện tại, nghĩa là cái hành động yêu nó được diễn ra ở quãng thời gian hiện tại chứ không phải ở quá khứ hoặc tương lai. Đấy, dạng của động từ nó nói lên rất là nhiều thứ mà chúng ta sẽ học với nhau kỹ hơn
ở bài số 3 sắp tới. Vậy thì trở lại tiếng Anh. Cũng thế, chúng ta thấy có nhiều ví dụ. Chẳng hạn các bạn thấy mình cho 3 ví dụ ở đây. Turns out to be good. Các bạn thấy nó không có chủ ngữ đằng trước mà chỉ có động từ thêm s vào đây thôi, turns. Thì khi mà thấy cái dạng động từ như thế này đó thì người ta hiểu rằng turn có chữ s, vậy là đây là ngôi thứ ba số ít ở đằng trước nó. Và vì nó thêm s vào đây cho nên nó đang ở hiện tại đơn. Và câu này cũng có thể viết đầy đủ ra là it turns out to be good. Hoặc là có những cái khung cảnh người ta chỉ cần nói rằng light it, thì nó không cần dùng chủ ngữ đằng trước mà chỉ dùng dạng động từ thôi thì người ta vẫn hiểu được. Chẳng hạn như trong cái bối cảnh đó, cái context đó thì đang có nghĩa rằng I liked it, tôi đã thích nó. Và khi nhìn dạng động từ vào đây thêm ed thì người ta thấy đang nói về chuyện quá khứ chứ không phải lúc này. Lúc này có thể tôi không thích nó nữa, nhưng mà hồi trước đó tôi đã thích nó. Hoặc là ví dụ thứ ba, depends on how you see it. Tùy thuộc vào cách mà bạn nhìn nó, nhìn vấn đề đó. Vậy thì cái chữ depend là động từ ở đây thêm s vào, họ cũng hiểu đây là ngôi thứ ba số ít chia ở thì hiện tại, quãng thời gian hiện tại. Thế thôi, và nó cũng có thể có một chữ it ở đằng trước này là it depends on how you see it. Vậy hóa ra đó, cái việc chia động từ này á, nó quyết định rất là nhiều thứ. Và có những trường hợp như bạn thấy trong tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha vân vân thì nó không cần dùng động từ luôn. Và tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ được ảnh hưởng bởi cái việc này, bởi cái phong tục, cái văn hóa, cái lối dùng ngôn ngữ này. Vậy thì người Việt của chúng ta không hề chia động từ. Tôi làm, anh ta làm, tụi nó làm hôm nay, làm hôm qua, làm ngày mai thì nó vẫn là một chữ làm thôi. Cái động từ làm đó nó không hề thay đổi cái hình dạng của nó. Chỉ là làm, LAM, dấu huyền, thế là xong. Đến đây các bạn đã thấy rằng tin vui cho chúng ta là chúng ta sẽ có rất nhiều việc để làm với động từ trong những bài học sắp tới ha. Xin các bạn cứ thong thả, đừng có vui quá nhiều nhé. Chúng ta sẽ có thời gian để mà vui với chuyện chia động từ. Thưa các bạn, phương châm làm việc của chúng ta trong khóa học này là học đến đâu chắc đến đấy. Mình nắm vững bài học trước khi qua bài mới. Và thường một trong những cái sai lỗi của những người học tiếng Anh đó, đó là bỏ qua những bài cơ bản, tại vì nó đơn giản quá, mình thấy nó không có vấn đề gì cả. Nhưng thực ra những khái niệm cơ bản nhất lại là những khái niệm quan trọng nhất, bởi vì đó là cái gốc của nhiều vấn đề. Mình phải nắm vững một vấn đề ở trong bài học trước khi đi qua bài mới thì mình mới thực sự là tiết kiệm được công sức và thời gian sau này. Mình thấy có rất nhiều người hỏng ở kiến thức căn bản, những điều xem ra là dễ nhất, đơn sơ nhất. Mình lấy ngay ở đây cho các bạn và mình rất mong các bạn nắm cho thật chắc khái niệm số và ngôi. Đây là những điều ai cũng có thể đã biết hết rồi, nhưng mà vấn đề là nắm nó chắc đến đâu và nhanh chính xác đến mức nào. Đó mới là điều quyết định. Chứ còn biết về nó rồi thì đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn cái chuyện biến nó thành cái phản xạ thì khi đó mới là quyết định thành công hay không. Mình nói điều đó là bởi vì có nhiều bạn mình thấy đã học tiếng Anh có thể nói rằng nhiều năm rồi, thậm chí là trên 10 năm mà vẫn sai về ngôi và số. Đó là điều đáng tiếc, nhưng mà đó là thực tế các bạn ha. Trước tiên là số. Số tức là về số lượng đó các bạn. Thì số đơn giản là có số ít và số nhiều. Số ít thì từ 1 trở xuống, 1 và 0. Số nhiều là từ 2 trở lên. Ví dụ như
Một con cá là số ít, 0 đô la là số ít. 3 quả trứng là số nhiều. 1.000 người là số nhiều. 200 tờ báo là số nhiều. Một con thỏ là số ít, vân vân. Rất dễ. Khái niệm về ngôi thì chúng ta thấy có 3 ngôi là thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Ngôi thứ nhất dành cho nhân vật nói. Cứ bất cứ nhân vật nào nói thì đó là ngôi thứ nhất. Ngôi thứ hai là nhân vật đối thoại trực tiếp với nhân vật nói. Và ngôi thứ ba là nhân vật được nói về, được nói tới. Và chúng ta thấy mỗi ngôi á, thì cũng có số ít và số nhiều. Chẳng hạn ngôi thứ nhất, số ít của nó là I. Ngôi thứ nhất số nhiều là we. I là người nói, một người thôi. Nghĩa là tôi, là tao, là tớ, là mình. Tùy bạn dịch, tùy theo cái khung cảnh và văn hóa của câu chuyện. Ví dụ như là mình nói I study English. Tôi học tiếng Anh. Cái người nói đang nói về chính mình. Tôi học tiếng Anh. Số ít. We work there. Chúng tôi làm việc ở đó. Tôi là nhân vật thứ nhất nói thì chúng tôi nó cũng liên quan đến cái chữ tôi ở đây. Vậy là có số ít và số nhiều cho ngôi thứ nhất. Bây giờ ngôi thứ hai nó cũng có số ít và số nhiều. Rất may cho chúng ta là cái ngôi thứ hai này, số ít số nhiều nó đều là một dạng cả, là you. Các bạn hoặc là bạn thì cũng đều là you. Và mình phải dựa vào cái ngữ cảnh để hiểu họ đang nói số ít hay số nhiều cho nhân vật thứ hai. Bây giờ qua ngôi thứ ba cũng thế, có số ít và số nhiều. Số ít là 1 trở xuống, số nhiều là 2 trở lên. Bạn thấy ở đây các đại từ he, she, it đều là số ít cả. Anh ấy, ông ấy, thằng ấy, gã ấy, lão ấy, vân vân. Chỉ về giống đực, he. Còn qua giống cái là she, là chị ấy, cô ấy, bà ấy, con ấy, ả ấy, nàng ấy, là số ít. Và chúng ta thấy có những chữ ấy, 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 nó diễn tả việc được nói đến cái thứ ba ở trong câu chuyện. Rồi, they là họ, chúng nó, hoặc là khi nói về các cái vật, các con vật, thì là các thứ ấy, các điều ấy, các con vật ấy, số nhiều. Ở đây dĩ nhiên, ta đã nói đến các đại từ nhân xưng. Đại từ là từ đại diện cho danh từ, cho nên đây là những từ thay thế cho các danh từ. Vậy thì cũng có nghĩa rằng các danh từ tương ứng với các đại từ này đó, nó cũng là thuộc về ngôi thứ ba, số ít hoặc nhiều. Ví dụ, he là anh ấy, thì tương đương với anh ấy có thể là Nam, có thể là Hải, hoặc là Mai, rồi Lan, rồi Huệ, Hằng này. Những danh từ tương đương với she thì cũng là ngôi thứ ba, số ít. Hoặc là cái bàn, cái ghế, con chó, con mèo, con chim, hoặc là một ý tưởng, một bài báo cáo, một bài thuyết trình, một cái tivi, một cái tủ lạnh, vân vân. Thì nó cũng tương đương với chữ it, nghĩa là nó. Cho nên cũng được xem là ngôi thứ ba, số ít. Hoặc là những danh từ ngôi thứ ba, số nhiều, tương đương với they, chẳng hạn như là 3 cái tivi, 4 người bạn học, 5 vị giáo sư, các bài thuyết trình, 6 bộ phim. Tất cả những danh từ đó nó có thể được thay thế bởi they. Và như thế thì nó cũng được kể là ngôi thứ ba,
và số nhiều. Bây giờ các bạn nào cần thời gian để nghiên cứu thêm cho chắc một lần nữa các khái niệm này ở trên màn hình thì các bạn có thể dừng màn hình lại trước khi mình qua màn hình mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực tập một chút các cái khái niệm về ngôi và số các bạn nhé. Bài tập của chúng ta rất đơn giản thôi, là các bạn có 30 giây. Các bạn hãy nói nghĩa ngôi và số của các từ đã cho sẵn ở đây. Chẳng hạn, I nghĩa là tôi, là tao. Ngôi thứ nhất, số it. Hoặc là they nghĩa là họ, chúng nó. Các thứ đó, các vật đó. Ngôi thứ ba, số nhiều. Vân vân. Rồi bây giờ các bạn thử làm bài tập này, coi khả năng của mình đến đâu, mình làm có kịp hay không trong vòng 30 giây, cũng là một quãng thời gian dài các bạn nhé. Bây giờ xin mời các bạn cùng thử sức của mình. Rồi, hy vọng các bạn đã làm xong. Và đây là đáp án. Nếu bạn nào thấy còn lúng túng thì các bạn có thể dừng màn hình lại ở đây hoặc là lấy sách vở ra để ghi chép lại những điều mà mình chưa có chắc để luyện cho nó chắc. Chúng ta bây giờ đi qua một màn hình khác nữa và thực tập tiếp với nhau. Và ở đây mình cũng đưa ra một số từ cho các bạn. Các bạn cũng xác định nghĩa của nó và ngôi số như thế nào. Rồi bây giờ xin mời các bạn 30 giây bắt đầu. Và đây là đáp án. Bạn nào thấy cần dừng màn hình lại thì xin dừng màn hình lại lúc này để các bạn so sánh và kiểm tra kết quả của mình. Chúng ta đi qua thêm một bài tập nữa để các bạn nắm vấn đề vững hơn một chút. Một số từ mình cho ở đây, các bạn cũng thử xác định nghĩa và ngôi số của chúng như thế nào. Xin mời các bạn 30 giây. Rồi, hy vọng các bạn làm xong phần này một cách không khó khăn. Đây là đáp án. Bạn nào cần thời gian để nghiên cứu thì các bạn có thể dừng màn hình lại nhé. Và học cho chắc. Thưa các bạn, bây giờ là đến phần tăng tốc. Tại sao lại có phần này? Thưa các bạn, mỗi lần chúng ta làm một số bài tập với nhau ở trong một bài học nào đó thì mình sẽ cố gắng thêm cái phần luyện tăng tốc cho các bạn.
Lý do là bởi vì việc mình hiểu, thậm chí là hiểu rất là rõ phần lý thuyết ở trong đầu của mình qua sự giải thích của người dạy đó, nó chỉ là một phần nhỏ của thành công mà thôi. Phần mà quyết định thành công thực tế trong cuộc sống ấy, là cái phần mình có triển khai ra áp dụng được những điều mình hiểu hay không. Mà muốn triển khai áp dụng được thì phải luyện tập và phải chinh phục được tốc độ. Bởi vì nếu bạn không có phản xạ nhanh, phản xạ tự nhiên thì những gì bạn hiểu nó chỉ nằm ở trong đầu thôi, hoặc là nó nằm ở trên mặt giấy thôi. Mà như thế thì nó chẳng có tác dụng gì đối với việc bạn sử dụng trong cuộc sống thực tế. Chính vì thế mà mình cần phải luyện làm sao để mình có cái thói quen và phản xạ nhanh, phản xạ tự nhiên hơn với những điều mình học. Vì vậy rất mong các bạn dành thời gian cho vấn đề tăng tốc các bạn nhé. Rất đơn giản, mình làm lại những bài mình đã làm, đã được cắt nghĩa ở trước đó trong bài học. Rồi bây giờ mình rút ngắn thời gian lại, có thể là một nửa hoặc là 2/3 thời gian. Và mình chinh phục được trong thời gian ngắn như thế các cái yêu cầu của đề bài đưa ra. Và nếu bạn làm lần đầu tiên chưa được, lần thứ hai chưa được thì bạn cứ làm đi làm lại. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, sinh ngữ nó là thói quen. Mình cứ tạo nó thành thói quen thì nó là của mình. Nếu nó không phải là thói quen, nó chưa phải là thói quen thì nó vẫn nằm ở ngoài mình. Và cái khả năng kiểm soát, khả năng dùng nó của mình vẫn chưa là của mình các bạn nhé. Chính vì thế, luyện tăng tốc là một phần rất quan trọng. Các bạn không chỉ luyện với bài tập này mà các bạn có thể tìm những bài tập khác. Các bạn làm một lần xong, các bạn quay trở lại và cho thời gian ngắn hơn. Làm đi làm lại giống như đi một con đường. Bạn càng đi nhiều thì một lúc nào đó bạn không cần phải để ý xung quanh nó có cái gì cả. Bạn cứ đi và bạn tới nơi. Thế thôi, tại vì bạn đã quen rồi. Chữ quan trọng nhất là chữ quen. Lặp đi lặp lại thì tạo thành quen các bạn nha. Vậy thì bây giờ mình áp dụng ở đây. Những bài tập mình đã làm lúc nãy là 30 giây. Bây giờ mình sẽ giảm xuống còn 15 giây. Và rất mong các bạn có thể chinh phục được tốc độ này. Bây giờ 15 giây, xin các bạn bắt đầu. Và đây là đáp án. Bây giờ màn hình thứ hai, các bạn cũng có 15 giây, xin bắt đầu. Và đáp án là 15 giây bắt đầu. Đáp án là 15 giây. Và thưa các bạn, trước khi chúng ta kết thúc bài học hôm nay thì chúng ta lại nhớ lại những câu mà chúng ta đã phân tích với nhau ở bài đầu tiên giới thiệu về khóa học này. Đó là những câu tạm gọi là thành ngữ, giúp cho chúng ta có những cái triết lý và kinh nghiệm ở trong việc học tiếng Anh. No pain, no gain. Use it or lose it. Practice makes perfect. Đây chính là chìa khóa của việc thành công hay không trong việc học tiếng Anh về lâu về dài các bạn ha. Rồi thưa các bạn, chúng ta sẽ dừng bài học số 2 ở đây. Trong bài học số 3 lần tới, chúng ta sẽ nói về nguyên lý vận hành của tất cả các thì tiếng Anh. Tenses. Có thể nói
kiến thức của bài số 3 này đó là kiến thức đối mình là quan trọng số 1 trong việc hiểu tất cả các thể tiếng Anh. Và khi bạn đã nắm được những nguyên lý vận hành ở bên dưới nền tảng của các thì chúng ta không cần phải nhớ nhiều thứ thể tiếng Anh nữa. Mình không cần phải nhớ đến mấy chục điều về cách dùng của thể tiếng Anh, mà mình chỉ cần nhớ vài điểm căn bản thôi, và đứng ở trên những cái điểm căn bản đó mình khai triển ra và dùng một cách rất là thoải mái, tự nhiên. Cho nên mình rất mong các bạn, và mình cũng sẽ nói đi nói lại là cái bài số 3 này đó rất là quan trọng, rất là lợi hại về lâu về dài cho những người học tiếng Anh. Đặc biệt là những người học tiếng Anh mà không có nhiều trí nhớ như mình. À. Vậy thì xin được gặp các bạn trong bài số 3, khi chúng ta nói về hệ thống của các thể tiếng Anh. Bây giờ thì xin được chào các bạn và chúc các bạn sức khỏe và muôn sự an lành.